Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới, các bạn thân mến. Mang danh là nước lớn hơn về mọi mặt, thế nhưng Trung Quốc từng rất nhiều lần ngạo nghễ trước quân đội Việt Nam và coi chúng ta chỉ là một tiểu bá. Điển hình trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, nước này từng gần giọng tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời. Thế nhưng sự thật thì ai đã dạy bài học cho ai? Chắc chắn là chúng ta đều đã rõ câu trả lời rồi đúng không ạ? Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thất bại, đau đớn, nhục nhã, song đó không phải là bài học duy nhất dành cho kẻ tự mãn này. Trong 10 năm sau đó, khi mà nước này tỏ ra ngoan cố, lì lợm dọc khắp khu vực biên giới nước ta, khiến cho quân ta từng không ít lần phải thẳng tay xử lý thói lì đòn này. Trong đó tiêu biểu là sự kiện một trung đội đặc công Việt Nam đã phá hủy tan tành đài radar siêu hiện đại của quân đội Bắc Kinh, khiến cho đạo quân này phải hoảng loạn, khiếp đảm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bộ đội đặc công Việt Nam đã làm gì với cỗ radar tối tân hiện đại và siêu đất đỏ của Trung Quốc mà khiến cho quân đội nước này phải kinh hồn bạt vía qua chính những lời bình luận của báo chí nước họ nhé. Cụ thể, trong một bài báo được đăng tải trên diễn đàn Baidu của nước này mô tả, một cuộc tấn công lén lút kéo dài 10 phút của một đặc vụ Việt Nam đã kích hoạt cuộc trả đũa xuyên biên giới kéo dài 5 năm của lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc. Bài báo viết, để đạt được ưu thế về hỏa lực pháo binh trong trận chiến biên giới Việt Nam, Trung Quốc đã cho nhập khẩu một radar trinh sát pháo binh Simperlin từ Thụy Điển và Vương quốc Anh vào năm 1984. Đây là loại vũ khí trinh sát pháo binh tiên tiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Một chiếc được cử đến Học viện Pháo binh để đào tạo và nghiên cứu kỹ thuật, chiếc còn lại được trang bị cho một tiểu đoàn trinh sát khí cụ pháo binh trực thuộc quân khu quân binh, được triển khai từ biên giới Trung Việt dùng để trinh sát các vị trí pháo binh của Việt Nam. Song dù được đánh giá là loại radar tối tân hiện đại bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng chỉ sau chưa đầy 2 tháng được triển khai tới biên giới Trung Việt, radar Simperlin đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của lực lượng đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc tấn công đã làm dấy lên sự giận dữ của quân đội cấp cao Trung Quốc và vụ việc này cũng trở thành ngòi nổ của một trận đánh bom trinh sát quy mô lớn ở biên giới Trung Việt. Theo bài báo, vào tháng 4 năm 1984, phía Trung Quốc khôi phục được các vị trí phòng tuyến ở biên giới Việt Nam và bắt đầu chuyển sang thế phòng ngự. Do địa hình địa phương phức tạp lại có sự chênh lệch lớn về độ cao nên loại vũ khí hạng nặng được quân đội Việt Nam sử dụng nhiều nhất đó là súng cối. Bộ đội Việt Nam rất nhạy bén cho việc tận dụng lợi thế địa hình để chế tạo mục tiêu giả, điểm phóng giả, khiến cho quân Trung Quốc không ít lần lãng phí đạn pháo. Kết quả là mặc dù trong các cuộc giằng co, Việt Nam đã bị thiệt hại khá nhiều súng cối, thậm chí là nước này còn thống kê được rằng Việt Nam đã bị phá hủy gần như toàn bộ số súng cối được trang bị, nhưng không hiểu là bộ đội Việt Nam vẫn lấy đâu ra súng để bắn vào quân họ. Trung Quốc cho biết thời điểm đó quân đội nước họ thường xuyên cử cán bộ trinh sát pháo binh có thiết bị liên lạc ngắm bắn lên và hậu cứ quân đội ta để tiến hành chỉ thị mục tiêu trinh sát. Nói chung là cũng đạt được một số kết quả, nhưng dẫu vậy thì cán bộ trinh sát pháo binh của Trung Quốc vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, phía Trung Quốc đã tiến hành triển khai radar trinh sát chạm xuống Simperlin nhập khẩu ra tiền tuyến. Như đã nói thì thời bấy giờ Simperlin được giới quân sự đánh giá là loại radar tối tân hiện đại nhất thế giới. Đây là loại radar trinh sát súng cối tầm ngắn thế hệ thứ hai do công ty nhà cụ điện của Anh phát triển vào những năm 1960, ban đầu được trang bị cho quân đội Anh vào năm 1973, sau đó là quân đội Liên bang Đức và 16 quốc gia NATO khác. Radar Simperlin có phạm vi phát hiện khoảng 10 km đối với súng cối 81 ly và 14 km đối với súng cối 120 ly. Nguyên tắc hoạt động là phát hiện quỹ đạn đạo cối của địch, tính toán vị trí tập pháo của địch, hướng dẫn pháo binh của ta đối phó, phản ứng nhanh, độ chính xác cao, khiến cho đối phương lúng túng. Một số cựu chiến binh của Trung Quốc từng nói rằng, đạn pháo của quân đội Việt Nam chưa hạ cánh thì đạn pháo phản công của quân đội Trung Quốc đã bị bắn ra. Tất nhiên, điều này là chủ quan và phóng đại, nhưng nó phản ánh chân thực sức mạnh của radar Simperlin của Trung Quốc. Trung Quốc đã sử dụng radar Simperlin để dò quỹ đạo súng cối của bộ đội Việt Nam.
sau đó thì thực hiện các phép tính để xác định chính xác vị trí đặt cối của quân ta, từ đó dẫn đường cho bộ đội pháo binh đánh vào Việt Nam. Với ưu điểm vượt trội là các tính năng tiên tiến cùng sự phản ứng nhanh nhạy của radar Zeppelin đã giúp cho quân đội Trung Quốc giành nhiều ưu thế trên mặt trận biên giới hai nước, do đó mà càng khiến cho sức mạnh ưu việt của thiết bị này trở nên nổi tiếng. Song radar Zeppelin nổi tiếng ở mặt trận biên giới Việt Trung không chỉ bởi sự bí ẩn và kỳ diệu của thiết bị nhập khẩu này, mà còn bởi một sự kiện mà Trung Quốc gọi đó là sự cố khiến cho Bắc Kinh trực tiếp báo động. Đó là cuộc tấn công vào radar Zeppelin của các chiến sĩ bộ đội đặc công Việt Nam bắt đầu từ đêm ngày 4 tháng 7 năm 1984. Bài báo thuật lại, 23 giờ ngày 4 tháng 7 năm 1984, một trung đội đặc công thuộc Đại đội 7 Tiểu đoàn 406 Trung đoàn 821 Bộ đội đặc công Việt Nam đã bí mật đột kích vào trận địa của quân đội Trung Quốc, lợi dụng kẽ hở phòng ngự giữa binh đoàn 14 và trung đoàn 15 tiền tiêu, đặc công Việt Nam đã chia thành 4 tổ để đột nhập tấn công. Cụ thể, sau một ngày thám thính, nghiên cứu tình hình trận địa đến nửa đêm ngày 6, 4 tiểu đội của lực lượng đặc công Việt Nam đột nhập được vào vị trí của quân Trung Quốc. Trong đó, một tiểu đội tấn công vào quân đội Trung Quốc bằng súng cối hạng nặng 160 ly và một tiểu đội khác tấn công vào vị trí của Đại đội 9 Trung đoàn 122 thuộc Sư đoàn 41 của Trung Quốc. Hai tiểu đội còn lại từ cánh trái và cánh phải tấn công vào vị trí radar Zeppelin mà nước này đã bố trí. Đến 2 giờ 30 phút sáng, phía Việt Nam đồng loạt nổ súng tấn công và nhanh như chớp chỉ sau 10 phút, Trung đội đặc công Việt Nam đã phá hủy được đài radar Zeppelin tối tân đầy tự đắc của quân đội Trung Quốc, đồng thời gây ra cả thiệt hại về lực lượng. Chỉ 10 phút ngắn ngủi thế nhưng bộ đội đặc công của Việt Nam đã khiến cho quân đội Trung Quốc một phen kinh hãi hoảng loạn. Bài báo có đoạn bình luận rằng, sau trận này quân đội Trung Quốc phải thừa nhận cách đánh của đặc công Việt Nam và dạng kinh điển của đặc công. Chỉ dùng lựu đạn, mìn định hướng, rocket và nhựa trong trận đánh như thuốc nổ, vậy là lại có thể gây ra tổn thất lớn cả về nhân lực và trang bị kỹ thuật của Bắc Kinh. Hơn nữa, điều tồi tệ là ở vị trí quan trọng như vậy mà quân đội Trung Quốc lại mắc một sai lầm vừa cơ bản vừa nghiêm trọng về kỷ luật nơi chiến trường. Đó là việc thay đổi người canh gác, người thi hành công vụ ngủ quên, không đánh thức người kế nhiệm, còn cán bộ trực ban thì không thực hiện đúng quy chế canh gác. Lính gác vắng mặt để tạo cơ hội tốt cho đối phương dễ dàng tấn công, phá hủy đài radar, gây thương vong nhiều binh lính Trung Quốc. Để vớt vát bộ mặt và trấn an lại tinh thần binh lính, họ nói rằng may mắn là quân đội Việt Nam không nhận ra đó chính là radar Zeppelin mà chúng ta vốn dĩ rất ghét nên đã không làm hỏng các bộ phận chủ chốt. Vậy nên sau khi sửa chữa thì chiếc radar vẫn tiếp tục được đưa vào tác chiến. Hiện sự kiện radar Zeppelin được đặc công Việt Nam tấn công phá hỏng đã gây chấn động toàn mặt trận biên giới lúc bấy giờ. Các bạn thân mến, thực tế là ngay từ trước khi có những vụ tấn công giòn giã trên mặt trận biên giới Việt Trung, quân đội Bắc Kinh đã không ít lần bày tỏ sự bái phục về tài nghệ và sự thiện chiến của lực lượng đặc công Việt Nam. Trang mạng China của nước này từng kinh ngạc khi đặc công Việt Nam được giới phân tích quân sự đánh giá là có năng lực tác chiến không hề kém cạnh các lực lượng đặc nhiệm nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh và còn là lực lượng đặc biệt duy nhất ở châu Á được xếp vào danh sách này. Các thành tích nổi bật của đặc công nước Việt Nam có thể kể đến việc tiêu diệt hàng chục tàu chiến địch trong kháng chiến chống Mỹ, trong đó có cả tàu chở dầu trọng tải hàng chục ngàn tấn đánh chiếm cảng Sihanouk trong chiến tranh diệt Pol Pot ở Campuchia và nhiều thành tích khác. Hiện nay bộ đội đặc công Việt Nam đã được trang bị thêm nhiều vũ khí hạng nặng như tên lửa chống tăng, xe thiết giáp lội nước. Hải quân Việt Nam chủ trương huấn luyện bộ đội đặc công nước trở thành đội tiên phong trong tác chiến đổ bộ biển đảo hiện nay. Mục đích tác chiến là hoàn thành vai trò của đấm thép trong các trận chiến quan trọng đánh vào đầu não địch. Vậy thì với màn thể hiện của bộ đội đặc công Việt Nam mà chúng ta vừa theo dõi trong video ngày hôm nay, các bạn có cảm nhận như thế nào? Ngoài trận chiến này, các bạn có biết chiến công điển hình nào khác của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ này nữa hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác nữa của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.